Em chào anh Hiệp á, em chào cô chú anh chị trên kênh LTK. Hôm nay em cũng có về lô cây cảnh để giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha, như là giấy, ngũ sắc, năm màu lửa nha cô chú anh chị ha. Năm màu lửa và năm màu thái với lại số giấy một màu tàn đẹp mà cô chú anh chị. Với lại là nho, nho thân gỗ ha, cây trái nho thân gỗ. Rồi, giấy thì tập trung là em là chủ yếu là giấy ha, có số giấy năm màu lửa, năm màu thái và một màu mới. À, và cây ăn trái là nho thân gỗ. Để giao lưu cây đầu tiên thì em sẽ đọc số điện thoại để cô chú anh chị mình dễ giao lưu ha. Số điện thoại em là 0907214139 ha. Đó cũng là cái số Zalo của em luôn ha cô chú anh chị ha. Rồi cũng trước khi giao lưu thì em cũng lâu lâu thỉnh thoảng thì em cũng sẽ nhắc lại cô chú anh chị mình. Tất nhiên không phải là nhắc mà em góp ý. Nếu như những cái cây giấy á, thì vận chuyển đi xa thì cái này mình bán không có thể nào giao trong một vài tiếng hồ mà tới được ha. Tùy theo cái vấn đề đường xa gần, có thể một ngày hai ngày, trễ nhất là tới qua Hà Nội là khoảng 5-6 ngày, cho nên là cái cây giấy 5-6 ngày nó không được tưới nước á, thì chắc chắn là nó sẽ bị rụng bông rụng lá cô chú chị ha. Nếu mình chấp nhận được những cái vấn đề đó thì mình hãy chốt cây ha, chứ nếu mình để y như vậy thì không bao giờ được ha. Để y gì mà nó mà gửi tới nhà mình nhận nó nguyên bông nguyên lá và nó tươi tốt thì là không bao giờ, không thể nha. Đây chắc chắn là nó sẽ héo ha, héo và nó sẽ rụng bông. Nhưng mà cái này em sẽ bao sống cho cô chú chị mình nha. Nếu mà vấn đề về mình chăm sóc mà nó có vấn đề gì cô chú chị mình điện em sẽ hỗ trợ lại ha. Rồi bắt đầu mình vô cái số 1 nha. Cái số 1 là cây năm màu lửa ha. Cái này đặc biệt có cái là nó rất dễ bông như cô chú chị, dễ bông à, nó rụng lá đại khái là nó rụng một nó sẽ lên hai, cắt được một nó sẽ lên hai, cô chú chị mình hiểu vấn đề đó là yên tâm nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m1 nha, ngang 1m, gốc cây này là 22, cây này em vô luôn là 1,5 triệu. Năm màu lửa của mình là gồm có đây là cái cam lửa nha cô chú chị mình ha, đây là vàng lửa ha. Đây hai màu cam lửa, vàng lửa, trắng lửa ha, tím lửa và đỏ lửa ha. Đây tím lửa và đỏ lửa luôn. Đây đủ năm màu lửa nha cô chú anh chị mình. Cây này 1,5 triệu là bao gồm phí ship, em để nguyên chậu gì luôn ha. Để nguyên chậu là để cho cái cây mình nó đỡ hạn chế mất sức ha, chứ còn cái vấn đề cái chậu này thì có thể chậu mũ mà có khi nó cấn bộ đồ cũng sẽ dễ bị bể nha. Về có thể là mình thay, hoặc là nếu mà nó không có bể nó còn nguyên thì mình cũng muốn để chơi để ha. Còn nếu không mình thay cái chậu mới cho đẹp cô chú anh chị mình ha. Rồi cái số 1 chéo 1,5 triệu nha, năm màu lửa. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tới số 2 cũng là cây năm màu lửa. Cây này gốc rất là lớn nha cô chú anh chị. Đây gốc rất lớn và đẹp ha, tàn tay cành cũng lớn không nha, cũng đủ năm màu lửa luôn ha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m2 nha, ngang là 1m1, gốc này là 26, cây này em vô luôn là 1,6 triệu nha cô chú anh chị mình ha. 1,6 triệu cho cây số 2, cũng là năm màu lửa luôn ha. Nói chung là tất cả gì lý do gì không biết, nhưng mà mình khi mà mình suy nghĩ mà để mình chốt cây ha cô chú chị mình, em nhắc lại một lần nữa là bông lá là nó sẽ rụng nha. Và nếu mà cây nào mà nếu đường gần á thì nó cũng phải còn héo thôi, tại vì á lúc này trời nắng rất là nắng, mình không tưới trong vòng có từ sáng mà tưới tới chiều mà không tưới là đã héo rồi ha, chứ nó không thể giữ nguyên được chị nha cô chú chị. Nhưng mà cái này nó sức sống nó rất là mạnh ha. Rồi cái số 2 là 1,6 triệu nha, xuống cây luôn ha. Về mình tưới nước đồ lại, mình sửa sang chậu vô chậu đồ lại thì nó sẽ ra tược ra bông mới trở lại nha cô chú anh chị mình ha. Rồi cái số 3 cũng là cây năm màu lửa luôn ha. Cây này chiều cao là 1m2, ngang là 80, gốc cái này là 29 nha cô chú anh chị. Đây em đo chiều cao tức là từ cái mặt chậu lên nha cô chú anh chị, chứ không lấy hết chậu ha, từ cái mặt chậu này chứ không phải lấy từ đây. Từ cái mặt chậu này lên là 1m2 tới cái ngọn nha. À, tán ngang là 80, mình đo ở vấn đề cũng chung chung thôi, không có cái lấy hết nha. Rồi còn cái gốc, cái gốc là 29, em đo ở vị trí sát cái cổ này nha cô chú anh chị, không có đo dưới này, cũng không đo ở trên này ha. Trên này tại vì cái thân hai thân mình đo dưới này. Rồi là 29 nha, cái này là giá là 1,5 triệu luôn ha, cũng là năm màu lửa luôn. Cây rất là đẹp, năm màu lửa thì nó coi như là nó sắc hơn là năm màu thái ha cô chú anh chị mình ha. Màu thái cũng rất là đẹp ha, nhưng mà cái này nó màu nó coi như là nó sắc hơi xíu. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 4 ha. Cây này là trong cái chậu này nó rất là lớn nha cô chú chị. Cây này là gốc to ha. Cái này là cũng là năm màu lửa luôn nha. Nhưng mà có cái là cái màu của nó bắt đầu nó lên chưa có được gỗ lắm nha. Rồi cây này chiều cao của nó từ mặt chậu lên là 1m1, ngang 95, gốc cái này 27. Cây này là trong cái chậu này lớn rồi, nặng rất là nặng nha cô chú anh chị. Ha. Gốc to, nặng, tàn lớn. Đây, năm màu lửa cũng giống như những cái cây gì rồi cô chú anh chị, nhưng có cái là cái màu trắng này nó chưa lên nha. Màu trắng nhìn lá nó hơi khác ha. Còn mấy màu khác thì đủ hết nha cô chú anh chị ha. Màu trắng thì nó mới búp thôi nha. Rồi cây số 4 giá 1,5 triệu ha, bao gồm phí ship luôn ha. Là chiều cao là 1m1, ngang 95, gốc 27 nha.
năm màu lửa nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái số 5 nha. Đây, tức là những cái cây này á, là em cứ để tàn cho nó tự nhiên đây. Còn nếu mà muốn cho nó tàn nó lùng lực lại, nó tròn lại thì mình sẽ bấm những cái này. Tại vì cái này mình muốn để cho nó tàn nó xè ra ha. Đây, loại này nó vượt lên thì bông nó xuống, nó rũ xuống, nó rất là đẹp rồi cô chú anh chị. Rồi cái cây này là cái số 5. Cái số 5 này chiều cao của nó là cũng 1m3 luôn ha, ngang 1m, gốc này là 30, cái này giá 1,6 triệu nha cô chú anh chị. 1,6 triệu ha, cây này gốc rất là lớn nha. Trong chậu thao rất là nặng ha, cái này cũng là 5 màu lửa luôn ha, nhưng mà có cái là cái này đang búp chứ chưa có nở gộ nha cô chú anh chị ha. Rồi cây số 5 là 5 màu lửa, rồi em vừa hết cái 5 màu lửa nha, tới thái nha cô chú anh chị ha. Rồi cây số 6, cây này là nó nhiều màu thái nha cô chú, nó từ 7 8 màu nha. Cây này từ 7 8 màu nha cô chú anh chị. Cây này cây số 6, cây này chiều cao từ mặt chậu lên là 80, ngang 1m, gốc cây này là 22 ha, cây này giá 1,2 triệu. Đây, còn cái màu thì em sẽ giới thiệu lại đây là màu vàng thái nha. Cái này là màu hồng sắc pháo thái nha. Ha. Đây là màu đỏ nha. Cái này màu đỏ là màu đỏ mới này ha. Rồi, còn này là tím tím tuyết ha. Này trắng phước hồng ha. Rồi đây là trắng trắng, đây là trắng lửa luôn ha. Nói chung là rất là nhiều màu cô chú anh chị, nhưng mà có cái là chưa, cái là tím pháp luôn nha. Cái này là từ 8 màu cô chú anh chị, cái số 6 ha, giá là 1,2 triệu nha. Cái là nó màu nó chưa gộ hết nha, bắt đầu đang chuẩn bị ra màu hết ha. Rồi cây số 6 giá là 1,2 triệu ha, là bao ship luôn ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tới cái lô giấy nhiều màu thái và lửa ha. Bây giờ tới em luôn cây nho thân gỗ, em có được 5 cây nha cô chú chị. Lô này em sẽ quay trước 5 cây ha. 5 cây nho thân gỗ đang lên trái rất là nhiều nha. Này là 12 vụ trái rất là nhiều nha cô chú chị, và dễ trái ha. Cây này là từ mặt chậu nha, từ mặt chậu lên tới đọt là 1m2, cái ngang của nó là 55, gốc cái này là 9. Đây em sẽ cho cô chú anh chị xem trực tiếp trái. Đây từ dưới gốc này là vẫn là bông luôn nghe cô chú anh chị. Đây nha, bông trái rất là nhiều nha. Đây ha, lên tới trên đây luôn nha, là nho thân gỗ đang trái. Còn này là đang tấp, này đang có bông rất là nhiều nha. Lô này là đang trái hết nha cô chú anh chị ha. Cây này là giá 1,1 triệu bao gồm phí ship ha. Rồi em để nguyên cái chậu đen nhỏ này nha, mình gửi cho bà con cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi cây nho thân gỗ số 7 ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 8 nha. Cây số 8, cây này chiều cao là 1,2 luôn, ngang 65 ha. Ngang là 65, gốc cây này là 8. Nói chung là gốc á, thì mình chỉ đo hào hào thôi nha cô chú anh chị. Bởi vì nó sát này quá, ngay chân cái trái mình không có thể đo được. Tại vì dưới này á, là nó vẫn bông như này, cho nên là em chỉ hào hào thôi. Cô chú anh chị mình thấy không? Đó, từ dưới gốc lên là vẫn là bông luôn. Đó, bông trái nó lên tới trên ngọn luôn nha. À, trên đây là vẫn là bông trái luôn nha. Ha. Nó rất là nhiều. Cho nên là mình không thể đo sát được. Tại vì cái trái nó nằm phút đó rồi. Thì em chỉ đo hào hào thôi. Nhưng mà gốc nó không dưới là 8-9 đâu nha. Rồi, cây này á, chiều cao của nó là 1,2 nha, ngang là 65, gốc là 8, cây này cũng giá là 1,1 triệu luôn nha cô chú anh chị ha. Cây nho thân gỗ ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi, cây này là cây số 9 nha. Cây này là cao chừng 1,2 m, ngang là 65, gốc cây này là 9 nha. Cây này giá là 1,1 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Cây nào cũng vậy, trái cô chú anh chị mình thấy không? Thực tế luôn là nó trái rất là nhiều mùa nha cô chú anh chị. Tại cái này cũng trái rất là sớm nha. Đây, bông trái này nó chín, nó chuyển qua màu này, nó chín đậm nữa là màu đen đen nghe cô chú anh chị ha. Này. Thậm chí dưới gốc này lên nó vẫn ra bông nghe cô chú anh chị, tại vì mình cắt thôi. Đó, cái này là những cái bông của nó nha. Đây. Sát cái này luôn cũng bông trái nha, rất là nhiều trái ha cô chú chị. Cây số 9 giá 1,1 triệu nha, bao ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha.
Đây cây số 10, nó nằm trong cái lô này cũng hơi hơi nhích xíu, nhưng mà em nếu mà ai có mua cái số lượng mua lô ha, tùy theo lô thì cô chú anh chị mình là báo em ha, giá nó sẽ hữu nghị hơn xíu. Rồi cây này cây số 10, cao là 1m15, ngang là 75, gốc cây này là 12. Cái này là nằm trong cái top hơi nhích hơn xíu. Đây cô chú anh chị mình thấy không, bông trái từ trên xíu rất là nhiều, từ sát gốc luôn nha cô chú anh chị. Nó lên tới trên đọt luôn nha. Đó. Rất là nhiều, đang bông và đang trái ha. Rồi, cái này là cái số 10 ha. Là giá là 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Cây số 10 giá 1,2 triệu ha. Là bao ship luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái này là cái số 11 nha. Cây số 11. Trong 5 cây nho thân gỗ của em ha. Đây này là cây số 11. Cây này chiều cao là 1m1, ngang là 60. Gốc cây này là 9 nha. Cây này giá 1,1 triệu nha cô chú chị. Cây nào cũng đang trái đây. Trái chùm chùm rất là nhiều nha cô chú chị. Đo rất khít cây luôn nha. Đó. Tới với gốc luôn nha. Rất là nhiều. Cái này là những cái trái nó chín nó khô là luôn nha cô chú chị. Ha, trái từ dưới gốc lên trên tới trên thân luôn nha. Rồi, cây số 11 nha. Cây số 11 là giá 1,1 triệu, là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới giấy bướm tím nha cô chú anh chị. Em có là 4 cái chậu lớn nha, 4 chậu lớn này và mấy cái chậu nhỏ nữa ha. Bướm tím gốc đẹp ha. Cái này khi ship em cũng để nguyên cái chậu này cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi cái này là cây số 12. Cái này chiều cao là 1m từ mặt chậu lên nha. Từ mặt chậu lên tới trên ngọn là 1m2. Đây là 1m nha, cây số 12. Từ mặt chậu lên là 1m ha, tán ngang của nó là 95, gốc này là 28, cái này có giá là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu là bao gồm phải ship luôn nha cô chú anh chị. Cây số 12 ha. Cây bướm tím số 12. Rồi xuống cây luôn ha. Để xuống nó đẩy. Rồi cái số 13 ha. Nó là một cặp. Chứ là em hai cặp này giống nhau nha cô chú anh chị, là 4 chậu lớn như vậy. Rồi cái số 13, cây này chiều cao của nó là 1m, ngang 95 luôn ha. Gốc cây này là 30, cây này giá là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây này gốc đế đẹp ha, gốc to ha. Chứ là có những khi á là cái những cái khuyết điểm này nó không có đáng kể cho nên em không báo, tại vì cái này nó chỉ chày chút đỉnh thôi nha. À, cái này thì nó không có ảnh hưởng gì hết cho nên là em không báo. Những cái cây nào mà nó có thẹo hoặc là những cái gì đó lớn nó ảnh hưởng tới cái thẩm mỹ thì em sẽ nói rõ cho cô chú anh chị mình. Còn những cái mà em thấy nó không có kiểu như là nó không có ảnh hưởng gì nhiều quá thì em sẽ không có báo ha. Rồi cây này số 13 ha, giá là 1,5 triệu luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Biết chưa? Rồi cây số 14 nha. Cây số 14 cũng là cây tím bướm luôn ha. Cây này chiều cao là 95, ngang là 1m, hay gốc cây này 26. Cây này chiều tư nha cô chú chị. Cây này tàn hơi thưa hơn xíu ha. Nhưng mà thật ra thì nó cũng không có thưa gì hơn mấy. Nhưng mà cái nào nó nhỏ hơn hoặc là nó hơi kém hơn xíu thì mình bán hơi rẻ hơn tí. Rồi cái này là giá 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho cây số 14 luôn ha. Gốc đế thì tương đối giống nhau hết nha cô chú ha. Ở nằm trong chậu cũng tương đối giống nhau. Rồi mã số 14 nha, giá 1,4 triệu. Rồi mình xuống luôn ha. Rồi cây 15 nha. Cây 15. Cái này chiều cao của nó 95, ngang 90, gốc cái này là 24 nha. Cây này là giá cũng là 1,4 triệu luôn nha. Cây này thì để khoảng tầm thời gian ngắn nữa là từ nó ra rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tại vì này nó cũng hơi thưa hơn mấy kia xíu, nhưng mà nó cũng đang trong quá trình ra. Tại vì những cái dạng này là dạng siêu bông cho nên là cái tàn của nó hơi lâu đủ xíu. Tại vì nó ra là nó ra bông chứ không phải là nó ra tược ha. Nó lú ra là nó ra bông, vừa ra bông mà vừa ra tược cho nên là cái tàn nó có hơi lâu đủ xíu. Rồi cây số 15 giá 1,4 triệu luôn ha. Đứt dây luôn rồi.
Rồi, cây số 16 nha. Cây số 16 cũng là cây bướm tím, nhưng cái này là gốc nhỏ nha cô chú chị, chậu nhỏ gốc nhỏ. Rồi, cây số 16, cây này chiều cao của nó là 95, ngang là 75 nha, gốc này là 15, cây này giá 750.000. Rồi, cây số 16 là cây bướm tím 750.000 nha cô chú chị. Cái này về chia tàn đẹp nha. Cái này tại vì thật ra là cái tàn nó đủ tàn rồi, nhưng mà cái gốc nó hơi nhỏ ha cô chú chị, nhưng mà gốc cũng quái ha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, cây 17 nha. Cây số 17. Chiều cao của nó là 75, ngang 60, gốc cái này là 20 ha. Cái này là giá 600.000, bao gồm phải ship luôn. Gốc chung là cây này gốc nó cũng lớn, nhưng mà nó không có kiểu như là nó không có quái, nó không có cầu kỳ gì lắm ha. Nó hơi trơn tru hơn xíu, nhưng mà gốc cũng rất lớn nha cô chú anh chị. Cây này giá 600.000, bao gồm phải ship ha. Tại vì do cái hai cái cây này nó trùng mã số nha cô chú chị. Hai cây này nó đều là mã số 17, cho nên em nó đặt làm 17A và 17B đi nha, để mà dễ phân biệt ha. Cây này là A nha, đây là 17A, còn cây bướm tím kế tiếp theo là 17B. Rồi, cây số 17A giá 600.000 luôn ha cô chú chị ha. Em có hai cây này giống nhau cho nên là số nó hơi nhầm xíu nha. Rồi, cây 17B. 17B giá cũng đồng giá luôn nha. Cây này cũng là giá 600.000 luôn ha. Cây này chiều cao của nó từ mặt chậu lên là 65. À, ngang của nó là 60 ha, gốc này là 19. Cây này cũng đồng giá là 600.000 nha cô chú chị, cây 17B. 17B nha. Rồi, cây bướm tím 17B ha, giá 600.000, rồi mình xuống cây ha. Rồi, em có lô cẩm thạch bonsai 5 cây. À, đã vô dây. Cái này về mình theo cái form này mình chỉnh sửa thôi nghe cô chú chị. Nếu mình để cái tàn khống chế cái tàn này cỡ này, tất nhiên là nó ra dài dài hơn cái này, mình sẽ bấm lại như giống như em gì ha. Đây mình sẽ bấm ngang đây vậy. À, bấm ngang gì còn nãy nó lên, cho nó cứ lên, mình lên ở mức độ đều nhau thôi. Này đầu đang lên tược này ha. Nó ra ấm được tàn này rất là đẹp nha cô chú chị. Nhưng đặc biệt có cái là ra tới đâu là nụ nụ bông tới đó nha. Rồi, đã vô dây chỉnh sửa xong hết hết của chú chị mình ha. Cây mã số 18, cây này chiều cao của nó, chiều cao của nó là 65, ngang 70, gốc cây này là 22. Cây này giá 850.000 nha cô chú anh chị. 850.000. Thật ra vô dây cây này tỉ mỉ nó rất là lâu nha cô chú anh chị. Giờ khi mình đóng thùng ship đi nó cũng khó nha, tại vì mình phải đi bảo vệ những cái tai chi của nó, cho nên là đóng những cái thùng rất là lớn ha. Rồi, mã số 18, 850.000 cô chú anh chị mình ha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, cây 19 đây. Đang ra bông hết nha cô chú anh chị. Đây, thật ra là cái này nó rất là dễ bông. Giống như mấy này cũng vậy, mình vô dây là những cái mắt trên này nó sẽ ra tược là nó ra bông hết ha. Hình như là tược nào cũng vậy hết. Đó, khi mà nó ra bông gộ một cái nó ấm tàn cái rất là đẹp nha cô chú anh chị. Giờ này nó còn tàn hơi thưa hơn xíu nha. Nhưng mà nó đã cũng tạo hình rồi ha. Cây 19, cái này chiều cao 60, ngang 60 luôn ha. À, hoành gốc của nó là 24, cái này giá 850.000, lô này bằng giá hết nha, 5 cây nha cô chú anh chị. Đây có cái này nha, tại vì do cái này nắng nha cô chú anh chị, nắng như là cái dây này nó cả cả biết từ từ nó chóc ra thôi, chứ cái này nó không ảnh hưởng gì hết ha, sống vẫn bình thường, này nó khô không sao hết nha. Rồi, xuống cây luôn ha. Cái này là tại cái dáng của nó nghe cô chú chị, mình bẻ cái dáng nó hơi bay xíu nha. Rồi, cây số 20, cái này chiều cao của nó là 50 nha cô chú anh chị. Từ mặt chậu nha, 50, ngang 65, gốc 24, cái này cũng đập giá 850.000 luôn nha. À, cây nào nó cũng có dáng thế khác nhau nghe cô chú anh chị, nhưng mà đặc tính của hoa giấy thì cây nào cũng đang ra bông hết. Đây, nằm nó trong một cái lứa đang ra bông hết nha. Cái này nó ra một đợt, hai đợt tàn nữa, nó mình cơi đều lại là rất là ấm tàn, rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi, mã số 20, 850.000 luôn ha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây này rất là đẹp mấy cô chú anh chị. Cây số 21, cây này chiều cao 65 nha. Cao 65, ngang 70, gốc 25. Cây này cũng là 850.000 luôn ha. Cây này thế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Gốc cũng to hơn nữa nha. Tại vì nó trung bày thôi, mình để bằng giá luôn. Cô chú anh chị mình thích dáng nào thì chọn dáng nấy nha. Tại vì mỗi cây nó mỗi dáng khác nhau. Nhưng mà đặc biệt cây nào cũng đang nụ, đang bông hết nha. Rồi, cái này là mã số 21, 850.000 ha. Rồi, mình xuống cây ha.
Rồi mã 22 nha. Số 22 là cây cẩm thạch tàn tự do, cây này nó hơi nghiêng nha cô chú anh chị, về mình có thể kéo đứng lên. Rồi cây này cái chậu nổ cái chậu không nó rất là nặng rồi nha cô chú anh chị, tại nó cũng lớn với hai nữa chậu này phân nó nhiều. Cây này chiều cao của nó là 1m1 ngang 80 góc 26, cây này giá 900.000 nha cô chú anh chị. 900.000 cho cây cẩm thạch ha. Cẩm thạch một màu 900.000 nha. Bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Đặt chỗ này luôn. Rồi tới cây 23. Cây cam lửa nha cô chú anh chị, cây này cũng đã vô dây rồi ha. Đây. Cái phơm tàn khi mà nó vô dây, cây cẩm thạch kia lúc hồi nãy cũng đã vô dây nhưng mà tàn nó không ấm bằng này. Cái này mình cứ để đây, những cái mặt lá nữa lên, tường nó xum xê gì là rất là đều nhau. Còn khi mình cắt tỉa nó cũng dễ, nó có hình dáng sẵn rồi. Ví dụ cái nào cao quá mình sẽ cắt bớt ngang cái là nó đều ghen gì luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Rồi cây này số 23, cây này chiều cao là 75, ngang là 1m1 nha, gốc cái này là 25, cây này giá là 1,2 triệu nha. Cây cam lửa một màu. Gốc đế đẹp nha cô chú anh chị. Nhưng mấy cái chày chày này cũng không có đáng kể nha, tại vì mình cái đó nó không ảnh hưởng gì nhiều hết. Mã số 23 cho cây cam lửa một màu ha, đã vô dây rồi. Giá là 1,2 triệu ha. Rồi xuống cây luôn đi. Tại vì khi mình đã tạo hình rồi thì nó sẽ lên theo cái form này. Ví dụ là mấy cái này nè, mình sẽ về mình cắt nó cắt đều lại, cắt sát đây ra thì nó sẽ nó một cỡ bằng nhau thì nó đẹp hơn nha. Tại cái này mình chưa có cắt tỉa, tại vì khi cắt tỉa thì cắt cùng một lúc một thì nó sẽ ra bông cùng lúc cho nó dễ ha, cho nó đẹp hơn ha. Rồi cái số 24, cái này chiều cao 90, ngang là 75, gốc cái này là 23, cái này giá 850.000. Rồi cây số 25 nha. Cây số 25 cái này giá 900.000. Cây này có chiều cao của nó là 80, ngang là 90, gốc cái này là 22, cái này giá 900.000. Đây cái tàn của nó bắt đầu là nó lên ấm tàn lại nghe cô chú anh chị. Nè, những cái tược này là mà tại vì mình bẻ chi ra thì đầu nó sẽ lên. Đó, nó lên cái này là nó đủ tàn hết nha. Mấy này đang lên khoảng tầm thời gian ngắn thôi là rất là đủ tàn và rất đẹp ha. Cam lửa em có 3 cây cho cô chú anh chị. 3 cây cam lửa một màu. Cây này số 25 ha. Giá 900.000 luôn nha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 26, cây điệp hồng. Em còn một cây điệp hồng nha cô chú anh chị. Đó, cây điệp hồng. Chiều cao cây này là 1m5 ha. Ngang là 1m, gốc cây này 17, cây này giá là 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Cây điệp hồng một cốt nha, một cốt tàn dù, ai về chơi tàn bẻ tàn hình cái nón hoặc là tàn dù rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này mã số 26, giá là 1,1 triệu cho cây điệp hồng ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 27 nha cô chú anh chị. Cây 27 là cây ngũ sắc hay là cây trăm mỗi nha. Trong miền Nam mình thì được kêu gọi là cây trăm mỗi nha cô chú anh chị. Cây này chiều cao của nó là 1m, ngang là 1m1 nha. Gốc cây này là 40, cây này giá 900.000 nha cô chú anh chị. Rồi 900.000 cho cây số 27 ha. Em có một cây thôi. Rồi xuống cây luôn ha. Đây, không đẹp luôn. Rồi cây 28. Cây 28 ha, là cây hồng gân nha cô chú anh chị. Cây 28 là cây hồng gân. Cây này chiều cao của nó là 1m5 nha, ngang 1m1, gốc 28, cây này giá 950.000. Hồng gân đang cho bông nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Mã số 28 ha, 950.000, cây hồng gân nha cô chú anh chị, đang lên bông. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, cây 29 là cây Sakuga. Cây 29 là cây Sakuga. Cây này cũng đã vô dây rồi nha cô chú anh chị. Cây này là đã vô dây rồi. Đang chuẩn bị cho bông nha.
Đây. Đem bút bông hết nha cô chú anh chị ha. Tại vì mình đã cắt hết một đợt tàn rồi nó mới ấm và tròn đủ tàn vậy nha cô chú anh chị. Cái này chiều cao của nó là 80 nha. Chiều cao của nó 80, ngang là 1m, gốc 26 ha. Cái này là giá là 1,3 triệu. Bao gồm phí ship luôn ha, 1,3 triệu cho cây Sakura nha cô chú anh chị. Cái này là Sakura mã số là 29 nha. Ha, cái này mình muốn đẹp nữa là mấy cái tàn này nó hợp phượt là mình sẽ cắt lại đều lại hết nha. À, mình cắt đều lại thì rất là đẹp ha. Cái này tầm khoảng hơn một tuần nữa là nó đã cho bông gỗ nha cô chú anh chị. Cây Sakura ha, số 29, giá 1,3 triệu nha cô chú anh chị. Đang cho bông rồi, xuống cây luôn ha. Rồi cây 30 là cây clip nha cô chú, cây 30 là cây clip ha. Cây này là cây tím lửa một màu. Cây tím lửa một màu rất là đẹp cây nha. Bắt đầu đang chuẩn bị cho bông hết nha cô chú anh chị ha. Đây cái này những đọt này là nó búp bông hết nha. Đọt nào cũng vậy hết ha. Rồi cây 30 là cây clip nha. Cái này là cây chiều cao của nó từ mặt chậu lên là 1m1, ngang 1m, gốc này là 20. Cái này giá 850 ngàn cho cây tím lửa một màu ha cô chú anh chị. Cây này thì nó rất là tốt cây rồi ha. Đó, cái này là mình chỉ cắt tỉa xiên xương mấy cái nhánh nào nó phượt dài thôi. Nhưng cái này là đang chuẩn bị cho bông hết nha. Đang tược này là nụ hoàn toàn nha cô chú anh chị. Rồi cây 30 cũng là cây clip của em ha. Em đọc lại số điện thoại để cô chú anh chị mình tiện Zalo nha. Số điện thoại em là 0907214139 nha. Đó là số Zalo ha. Và em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua ha. Và em kính chào cô chú anh chị mình nha.